Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn đảnh nhâm. Chúc các bác và toàn đảnh nhâm cùng gia đình luôn sức khỏe, gặt hái được nhiều thắng lợi vẻ vang trên con đường mưu sinh cuộc sống, để tất cả các bác và toàn thể nhâm cùng gia đình lại trở về sân khấu với những bản tình ca, bản karaoke rất là tuyệt vời từ những sản phẩm tuyệt vời nhất mà Điện tử Cao Phong thường xuyên cung cấp đến các bác và toàn thể nhâm. Trong đó có những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn TT500, công suất đạt chuẩn 1000W trên một kênh. Con này chạy công suất là 36 sò và chạy 5 bo vỉ. Vâng, thường các bác để ý trên thị trường những chiếc cục đẩy thông thường chỉ có chạy 4 bo vỉ, và có số rất ít những dòng cục đẩy chạy 5 bo vỉ mạch, bởi vì những đấy là những hàng hạng nên chất âm của nó bao giờ cũng hay và được các bác săn lùng, các bác đánh giá rất là cao những dòng cục đẩy chạy 5 bo vỉ như những chiếc này. Các bác nhìn cái nội thất của nó này, quá đầy ắp luôn, rất là đầy đà và rất là đẹp. Chạy công suất 36 sò, có bù áp nguồn máy áp to dây đồng nguyên chất và chạy 8 quả tụ lọc nguồn, tụ lọc nguồn rất là đẹp. Linh kiện toàn linh kiện đắt tiền và chất âm rất hay. Con này tiếng rất sáng và công suất khỏe, chạy ổn định mượt mà. Và đặc biệt điểm nhấn nữa là chạy hai kênh, các bác có thể đánh chập kênh, dồn kênh vào ở công tắc gạt phía đằng sau để hai kênh dồn vào một, công suất nhân đôi. Các bác đánh su kép. Vâng. Đó là những chiếc cục đẩy hàng hãng TT500. Mặt phay nhôm rất đẹp luôn. Các Phong đưa nhấc cái nắp ra để các bác ngắm nhìn cái nội thất của nó ấy. Quá đẹp. Một bảng táp lô nằm chính giữa TT500. Hai dàn đèn báo tín hiệu cho hai kênh Activer, báo Protect, báo Singer và báo Clip. Hai volume chiết áp combi, công tắc và đặt nguồn. Rất là đẹp, mặt phay nhôm, hai cửa sổ làm mát này, hai bên hai tay sách vận chuyển. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác ngắm nhìn cái tổng thể cái nội thất của nó nha. Nguồn máy áp dây đồng nguyên chất, dây đồng rất là to và nguồn cực lớn luôn. Chạy 1 2 3 4 5 bo vỉ, 5 vỉ, 8 quả tụ lọc nguồn. Tụ lọc còn rất là đẹp và mới phẳng đét luôn. Tiếng rất sạch và hay. Lát nữa em quay về phía đằng sau thì các bác nó hội tụ hết cả đường vào, đường link, đường ra loa bằng giác điêu chích và cả gen xoáy, có cả chế độ đánh chập kênh để các bác đánh công suất nhân đôi, cần những dòng công suất lớn để đánh súp kép. Đó, những chiếc cục đẩy rất là chất lượng. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc cục đẩy TT500, hàng đẹp tuyển chọn. Đây là những cái model nhé các bác nhá. Đây là model. Đấy, chứ không phải là cái công suất là 500, mà công suất của nó đạt chuẩn 1000W trên một kênh nhân đôi. Rất là đẹp và rất là hay. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu các bác liên hệ với em. Đấy, hàng chất lượng xịn sò cho các bác. Sau đây nhích volume lên để các bác cùng các Phong thẩm âm, tiếng của nó cực kỳ sạch. Em test chất âm mộc nhá. Mỗi chiếc cục đẩy này ra loa luôn, nhạc máy tính vào ra loa, chưa qua lọc, chưa qua vang, nhưng mà xử lý âm thanh phải nói là cực kỳ hay. Nếu các bác về các bác thêm những chiếc lọc, những chiếc vang vào thì nâng cấp chất âm lên cực kỳ nhiều và rất là hay. Này các bác nhìn cái nội thất của nó, cực chất luôn. Đấy, quạt gió chạy rất mát và êm. Đây, quay phía sau này, các bác nhìn thấy đường vào này, rắc canon này và đường link này, đường ra loa, cả dẫn lưu chính này và cả dàn xoáy này, có cả chế độ đánh chập kênh này. Đấy, này để đánh chập kênh các bác đánh đưa ra súp này. Đấy, tất cả các chế độ gạt này, hàng hãng nha các bác nhá. Đó, rất là hay và rất đẹp. Hàng bao zin tuyệt đối cho các bác, xịn sò luôn. Thằng nhích volume các bác cùng thẩm âm này.